cậu để mặt gia đình tôi, đừng đi theo chúng tôi nữa. Nè, em vừa phải thôi. Ba giúp con đưa mẹ chờ Thư về phòng nghỉ, con chạy đi có chút việc, được quay lại sau. Thôi mà mẹ ơi, mẹ có khóc cũng chẳng có giải quyết được cái gì đâu, càng thêm rối ruột rối gan thôi. Nín đi, nín. Cứ để mẹ con khóc đi con ạ. À, biết đâu những giọt nước mắt của mẹ con biến thành những hạt châu ngọc đủ để chuộc lại gia sản cơ nghiệp của nhà mình. Anh thôi nói cái giọng đó đi được không? Gì đâu mà mẹ con tôi đến nông nỗi này hả? Con xin ba mẹ đó, cứ như thế này hoài con hết chịu nổi. Ba, giờ mình đi đâu vậy ba? Nhà trọ. Nhà trọ? Sao phải ở nhà trọ? Bội có nơi nào tốt hơn để đến sao? Nhỏ xíu như vậy thì làm sao mà ăn với ngủ được. Thôi bây giờ con qua nhà bạn con ở đỡ vài hôm nha. Tùy con, nếu con thấy vậy là phải. Nhưng liệu con có ở nhà họ suốt năm này qua tháng khác được không? Anh nói vậy là cơ hội du học của con cũng không còn nữa hả? Đó là con nói đó. Phòng như vậy mà thằng Mạnh nó cũng mướn cho cha mẹ vợ nó, rồi cả vợ nó ở nữa sao? Bà đã tuyên bố là không muốn nhìn mặt nó, vậy mà nó vẫn lặn lội đi kiếm chỗ cho mình ở. Bà còn muốn gì nữa? Đừng có càm ràm nữa. Bà giỏi á thì tự đi mướn chỗ mà ở đi. Vậy là nhà con Thư phá sản thiệt rồi hả con? Dạ, căn biệt thự cũng bị tịch biên trừ nợ rồi má. Tội nghiệp lắm á. Trời ơi, vậy là con bị họ gạt rồi. Thấy chưa, má nói mà, con không có số làm rể nhà giàu đâu. Má à, lúc có lúc mất là chuyện bình thường mà. Mà con vô đó làm rể đâu phải vì người ta giàu đâu. Mạnh dạ. Má à, con đói bụng quá à. Nhà mình còn gì ăn không? Má dọn cho con ăn đi. Sáng giờ con không có gì trong bụng hết. Trời đất, ở nhà đó không cho con ăn uống gì hết hả? Không còn xu dính túi hả con? Hây, chờ má ăn chút. Alo, tao nghe nè. Sao vậy hả? Trời tốt quá. Ừ, mày cho tao gửi lời cảm ơn anh chị hai nghe. Ừ, lát nữa gặp nhau quán cà phê, tao tới liền đó. Rồi ok, bye. Số của con thật là xui xẻo mà, nhằm ngay cái lúc nhà đó xa cơ thất thế, đâm đầu vô làm rễ để rước quả vào thân mà. Mà cái nhà đó có vậy cũng đáng đời. Để cho hết cái tật mà kênh kiệu khinh rẻ người khác. Để coi bây giờ đó hả, bà có dám lên mặt với má nữa hay không. Má à, sao má lại nói như vậy? Tội nghiệp cho họ. Người nhà đó cũng đâu có xấu gì đâu má. Con đừng có binh. Mạnh nè, hay là nhân lúc này á, con ly dị con Thư đi. Má,
Má nói gì vậy má? Má giỡn hả? Má không có nói giỡn, má nói thiệt đó. Ngay từ lúc đầu má đã thấy con với Thư á, hai đứa không hợp với nhau chút nào hết á. Nhưng mà tại vì má nghĩ á, là nhà của nó giàu rồi có quyền thế nữa thì sẽ tốt cho tương lai của con sau này, cho nên má mới đồng ý chứ bộ. Thì ra má còn tính toán hơn cả nhà người ta nữa. Tính chứ sao không tính. Tại vì má nghĩ á, nhà nó giàu cho nên má mới nhịn mẹ con Thư, để nó xem thường má như vậy. Bây giờ hả, đừng có mơ. Của cải, của chìm, của nổi á, đổi nó đi hết rồi. Bây giờ 10 triệu đồng á, chưa chắc gì có, chứ làm gì mà có mấy trăm triệu gửi ngân hàng như má. Má, má vừa nói cái gì vậy má? Má đâu có nói gì đâu. Con ăn cơm xong chưa? Má dọn nghe. Má à, con nghe má nói là má có tới mấy trăm triệu lận. Má cho con mượn nghe, con đang cần lắm má. Má nói rồi, má làm gì có tiền mà cô tính làm gì phải mượn tiền vậy? Đó là việc riêng của con, nói má cũng không biết được đâu. Má, má cho con vay đi, con sẽ trả lại cho má cao hơn lãi suất ngân hàng nữa. Má, đi má. Má, má đã nói rồi, má không có tiền. Nè, mà nếu con bằng lòng ly dị con Thư á, thì má sẽ hỏi mượn chị em bạn giúp con. Má, chuyện con vay tiền má với chuyện ly dị Hoài Thư á, không có gì liên quan tới nhau hết. Má đừng nói tới chuyện đó nữa. Má không cho con mượn thì thôi, nhất định con sẽ có cách kiếm ra tiền. Con đi đây. Mẹ ơi, rồi gia đình mình bây giờ sẽ ra sao hả mẹ? Mẹ cũng không biết nữa. Ước gì mẹ trả lời được câu hỏi của con. Anh à, anh nói cái gì đi, liệu gia đình mình có qua khỏi cảnh này không? Em hỏi anh, rồi anh biết hỏi ai. Cứ sống như vậy thì còn sống để làm gì hả trời? Tôi định gọi cho ông Cõi Má Công đến đây, nhưng mà thôi, tôi thành thật xin lỗi ông. Ông nói sao? Vậy có nghĩa là... Tôi cứ tưởng tiền trong nhà còn rỗi, không ngờ sau cái hôm bữa mà tôi hứa với anh á, sau khi về nhà thì bà vợ bà lấy số tiền đó bà sang quán cà phê rồi. Thành thử... Thôi không sao, khi nào có thì giúp tôi cũng được. Đừng nghĩ ngợi gì ngay, tôi đi đây. Mạnh, khoan đã. Tôi còn nhiêu tiền đây, ông cầm đỡ mà thêm thắt vào, lo công việc đi. Nhưng mà ông lấy đâu ra số tiền này vậy? Bí mật mà, người đàn ông nào mà không có quỷ đen. Thì ra là vậy. Thôi, cảm ơn ông nghe, tôi sẽ cố gắng trả nhanh ông số tiền này. Khỏi phải lo, khi nào dư thì trả tôi cũng được. Tôi về nghe.